IVE, ITZY và aespa so kè vũ đạo, một bên đẳng cấp main dancer, một bên eo uột như tập dưỡng sinh. Những màn so kè vũ đạo của các nhóm nữ K-pop luôn là đề tài được fan yêu thích. Có thể nói, trong dàn nhóm nữ Gen 4, IVE và aespa là hai cái tên hot nhất thời điểm hiện tại. Cả hai girl group đều có những điểm chung như sở hữu đội hình cuốn hút, có những nhân tố X-girl thế hệ mới như Karina, Jang Wanyeon. Tuy nhiên, aespa, IVE cũng có những khuyết điểm về khả năng trình diễn và vũ đạo. So sánh với ITZY về khoảng kỹ năng biểu diễn sân khấu, người hâm mộ cho rằng IVE lẫn aespa đều không phải đối thủ của nhóm nữ nhà JYP. ITZY, từ khi debut, ITZY đã nổi tiếng về khả năng vũ đạo cực xuất sắc. Trong đội hình 5 người của ITZY, có đến 3 thành viên sở hữu trình độ thuộc dance life, bao gồm Jesse, Ryujin và Chaeryeong. Em út Yuna không phải main dancer, nhưng nhảy cũng rất ấn tượng. Nhờ 4 trên 5 thành viên đều mạnh về khoảng vũ đạo, những màn trình diễn của ITZY chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. ITZY được Hynet chọn là idol nhảy đỉnh nhất vì ít nhất 3 mẫu thừa sức làm main dancer nhóm khác. Điểm thu hút của ITZY chính là mỗi một thành viên đều có phong cách nhảy khác nhau nhưng thực hiện động tác vũ đạo đồng đều ăn khớp. Jesse gọn gàng, mạnh mẽ và thiên về kỹ thuật. Ryujin khỏe khoắn, mạnh về popping. Chaeryeong mượt mà linh hoạt. Nhờ thế mạnh về vũ đạo, ITZY cũng thường rất đầu tư các sân khấu dance break, ghi điểm mạnh với khán giả tại các lễ trao giải. Khả năng trình diễn tốt cũng là một yếu tố giúp các bài hát của ITZY dễ ngấm hơn với non-fan. Nhiều người cho biết khi xem MV hay nghe bản audio, họ không quá ấn tượng, nhưng khi xem ITZY diễn live lại đổ rầm rầm. aespa. Trái ngược với ITZY, vũ đạo lại là khoảng khá nhạt nhẽo của aespa. Trong nhóm, Karina giữ vị trí main dancer nhưng thường xuyên gây tranh cãi vì style nhảy vụng về, động tác như học thuộc bài. Trong sân khấu kết hợp các dancer Gen 4 tại MAMA 2021, Karina bị chê tơi tả khi lép vế hoàn toàn so với Jesse, ITZY và các idol khác. Nền tảng của Karina vốn là vocal, không chuyên về dance và cô nàng cũng chỉ được training vũ đạo 2 năm trước khi debut. Khi nhảy, Karina luôn tỏ ra căng thẳng, không thoải mái phiêu nhạc. Chính vì vậy, có thể hiểu vì sao Karina lại chưa thể đạt đẳng cấp của một vũ công thực thụ. aespa hát hay nhưng khoản trình diễn thường bị chê nhạt. Các thành viên khác của aespa cũng không mấy ấn tượng về khoản nhảy nhót. Winter nhảy tương đối ổn nhưng bị khuyết điểm về lực yếu, hình thể nhỏ nhắn, không tạo được thị giác đã mắt khi nhảy. Trong khi đó, Kisel lại là lỗ hổng vũ đạo của nhóm, thường xuyên nhảy chậm nhịp, lạc quẻ với đội hình aespa. Một số sân khấu như tại MAMA 2021 hay Mercy's Thanksgiving Day Barrage, Kisel khiến khán giả vô cùng thất vọng vì động tác nhảy lười biếng không hề ăn khớp với nhạc. Có lẽ vì khuyết điểm vũ đạo, SM đã không dám đầu tư cho aespa những sân khấu dance break hoành tráng, khiến nhóm bị chỉ trích khoản trình diễn tẻ nhạt, lặp lại 100 sân khấu như một tại dịp cuối năm vừa qua. IVE. Nếu như aespa có vocal bù lại cho khoản vũ đạo còn non, thì IVE lại chẳng được điểm gì. Nhóm nữ tân binh nhà Starship dù mới ra mắt chưa được bao lâu, nhưng liên tục lên thớt vì kỹ năng trình diễn gây tranh cãi. Cũng không có gì khó hiểu vì vốn dĩ IVE chẳng hề có một main dancer chính thức nào. IVE sở hữu đội hình 6 nàng đều xinh xắn sáng sủa, nhưng vũ đạo bị chia loạn cao cao. Mỗi thành viên nhảy một kiểu, có lúc lại như tập dưỡng sinh. Khoản vũ đạo của IVE cũng rất ý ẹ. Điển hình là Wanyeon, người luôn mãi mê làm điệu khi biểu diễn mà chẳng chú tâm dùng lực cho khoảng nhảy nhót. Phong cách trình diễn đậm dáng quá mức khiến Wanyeon không biết lần trở nên lạc quẻ. Cô nàng còn bị ném đá vì nhảy hời hợt, mãi giữ nếp tóc mà không chịu lắc đầu mạnh. Ba thành viên là Jushin, Lee Seo và Kaeun nhảy tốt nhất nhóm, nhưng trình độ cũng khó có thể so sánh với top main dancer Gen 3 hay chính đối thủ ITZY được.